bác cùng ngắm mấy chậu dại anh thảo, hoa dại anh thảo rất là đẹp. Những cái chậu này thì các bác Tết cũng thể mua chơi, nên mua trước Tết, bởi vì đến Tết thì nó sẽ còn ít chậu đẹp hơn. Các bác mua thì cũng có thể liên hệ số điện thoại để được tư vấn, đó là 0826 11 00. Những cái chậu này hay là những cái chậu lan thì em đều chuyển sang cửa hàng Vạn Phúc đều có bán anh chị nhé. Vạn Phúc ở Đông là đều có bán những cái chậu này, thì nó có rất là nhiều màu, anh chị có thể là chọn màu theo ý thích của mình, hoặc chọn những màu sáng, hoặc cái chậu nhiều màu, chậu ít màu, thì anh chị cứ liên hệ số điện thoại thì mọi người sẽ được tư vấn. Có cả là cái hàng này thì nó cũng không có nhiều, nên là sợ là sẽ hết hàng trước Tết, bởi vì nó cũng nở nhiều rồi. Đương nhiên là khi mà nó nở thì nó sẽ có rực rỡ ở một độ, như những cái chậu này nó đang rất là rực rỡ rồi. Mà nhưng mà nó còn rất là nhiều nụ anh chị nhé, ngoài nở ra nó còn rất là nhiều nụ nữa. Thế nên là anh chị cũng nên chơi sớm luôn từ những cái lúc trước đi, chơi sớm mình kể cả chơi hồ điệp hay chơi địa lan hay chơi những cái loại lan này, những cái cây dại thảo này thì đều nên chơi sớm, bởi vì chúng ta chơi đều có thể chơi được qua Tết mà. Anh chị xem một số mẫu và một số những cái bông hoa, cũng như một số những cái chảo, hay gọi là cái chảo, nhưng thứ hai nó chỉ là cái chậu thôi. Đấy. Thì anh chị xem thêm những cái chậu như này. Thường thì lúc nào anh chị mà muốn mua những cái chậu chảo to, chảo nhỏ thì anh chị liên hệ thì là sẽ được nhìn thấy cái thực tế. Nếu như anh chị không đến được cửa hàng thì bảo nhân viên chụp ảnh gửi ở thời điểm hiện tại. Sau đó thì là có thể là sẽ chuyển đến tận nhà cho anh chị, thì anh chị không phải qua xem. Thì anh chị cứ xem thêm và tham khảo thêm, liên hệ số điện thoại là dễ nhất, anh chị ạ, sẽ có nhân viên tư vấn để liên hệ. Thì anh chị xem thêm một số những cái chậu đằng sau đây anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.